Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu, ngày 3 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên báo cáo công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm. Hội nghị tổng kết hoạt động cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021 tại Hưng Yên. Những điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của tỉnh Hưng Yên. Hôm nay tỉnh Hưng Yên phát hiện 26 ca mắc COVID-19 mới. Những giá trị khảo cổ đặc sắc liên quan đến văn hóa Đông Sơn ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Cùng nhìn lại quá trình phát triển công nghiệp Hưng Yên sau 25 năm tái lập tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban tổ chức kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh, tổ chức hội nghị báo cáo công tác triển khai các hoạt động kỷ niệm. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo kỷ niệm của tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban tổ chức kỷ niệm của tỉnh. Theo kế hoạch, lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 12 năm 2021. Đến thời điểm này, Ban tổ chức kỷ niệm tỉnh đã ban hành các kế hoạch chuẩn bị, tuyên truyền hướng tới lễ kỷ niệm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo kịch bản, điều hành lễ kỷ niệm, hoàn thành chỉnh sửa, bổ sung khẩu hiệu, maquette trang trí. Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhất cho tỉnh. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền trước, trong và sau lễ kỷ niệm. Công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo phòng chống dịch cũng được xây dựng kế hoạch cụ thể. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trên cơ sở kế hoạch, nhiệm vụ được phân công, ban tổ chức và các sở ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các hoạt động hướng tới lễ kỷ niệm, đảm bảo phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực xã hội tham gia. Các nội dung kịch bản chương trình tổ chức lễ kỷ niệm phải linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế và công tác phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan báo chí của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của tỉnh. Ngày 15 tháng 12, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ tổ chức tổng duyệt chương trình lễ kỷ niệm. Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua cụm các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên. Cụm thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng gồm 9 tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hà Nam, Quảng Ninh và Hưng Yên. Phát biểu chào mừng tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị của tỉnh Hưng Yên, khẳng định Hưng Yên từ một tỉnh nông nghiệp đến nay đã trở thành một trong 16 tỉnh tự cân đối thu chi, có công nghiệp phát triển. Những kết quả đạt được có vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội nghị giao ban công tác Mặt trận cụm thi đua các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên diễn ra trong không khí toàn đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh và 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên. Nhân dịp này, cho phép tôi thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hưng Yên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hướng dẫn thường xuyên kịp thời của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp thường xuyên chặt chẽ hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc các tỉnh trong cụm đồng bằng sông Hồng đối với hoạt động công tác mặt trận của tỉnh Hưng Yên. Thời gian tới rất mong tiếp tục nhận được những tình cảm đặc biệt, sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp và giúp đỡ của các địa phương, đơn vị và các đồng chí
để hoạt động của công tác mặt trận tiếp tục đạt được nhiều thành tích hơn nữa, góp phần thiết thực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng tỉnh Hưng Yên phát triển nhanh và bền vững. Năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 9 tỉnh trong cụm thi đua tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm lo cho người nghèo, người có công với cách mạng, những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, chủ động tham gia phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo dân chủ đúng luật, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước, giám sát và phản biện xã hội. Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh tập trung thảo luận về những kinh nghiệm hay trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, công tác mặt trận năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của cụm thi đua trong năm 2021, đánh giá cao và chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên với sự quyết liệt, linh hoạt trong thực hiện các nội dung thi đua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị cụm trưởng. Trong năm 2022, Đảng và Nhà nước ta đề ra phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, tận dụng tốt các cơ hội để thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp tổng thể. Trong bối cảnh đó, cả hệ thống mặt trận tổ quốc các cấp cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp hoạt động, nhận định đúng đắn về tình hình đất nước để có những hoạt động thiết thực hiệu quả, đồng hành cùng đất nước trong công cuộc phòng chống kiểm soát dịch bệnh gắn với duy trì phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân, nhất là người có công, người nghèo, người yếu thế. Hội nghị suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình làm trưởng cụm thi đua năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021 vượt qua nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, bức tranh phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên vẫn có nhiều điểm sáng. Trong phát biểu tại hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá đây là những thành tựu rất đáng tự hào và là động lực cho sự phát triển của tỉnh Hưng Yên năm 2022. Phát triển kinh tế chúng ta top 16, thu nhập bình quân đầu người của chúng ta là top 10 trong toàn quốc. Hai cái số này là số chỉ tiêu rất là quan trọng và đặc biệt quan trọng đối với liên quan đến đời sống nhân dân của toàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID, mà cái thu nhập bình quân đầu người là chúng ta tăng rất là cao. Kế hoạch thì chúng ta chỉ có 84,5 mà chúng ta đạt 87,7, mà đấy là đầu năm khi xây dựng kế hoạch của năm 2021, là lúc đó là ảnh hưởng COVID rất ít. Nhưng mà chúng ta còn đạt được các số trên cả kỳ vọng. Và chỉ tiêu thứ ba đó là chỉ tiêu ngày nộp ngân sách, chúng ta dự kiến là 17.300 tỷ. Thì đây là một cái số liệu cũng đáng khích lệ và rất khích lệ. Trong bối cảnh này mà chúng ta thu được ngân sách thế, không những không bị thấp đi mà thu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo vượt thu. Có nghĩa là trong cả nhiệm kỳ 5 năm, từ khi 27 nay là có năm đầu tiên người ta vượt thu ngân sách. Về tỷ lệ hộ nghèo ấy, trong lúc mà khó khăn như vậy nhưng hộ nghèo thì vẫn cứ giảm, chỉ có 1,32% thôi. Chúng ta đang phát triển bền vững vì cái tỷ lệ mà lạm phát chúng ta chỉ có 1,15, mà trong đó tốc độ phát triển của chúng ta là 6,52%.
ta đột phá giao thông, đột phá các khu công nghiệp và đột phá các khu du lịch. Thì những thế ta ba đột phá này thì mới là tiếp theo cũng là thực hiện cái nghị quyết của đội thôi. Là ba đột thực hiện ba đột phá chiến lược thì ba cái này nó nằm trong ba đột phá đó. Thì cái hướng đi của chúng ta là như vậy. Nói gì thì nói, chúng ta có vạch ra ý tưởng tốt, hoạch định tốt, nhưng mà chúng ta không làm được công tác giải phóng mặt bằng thì hầu như lại trở về con số không. Chúng tôi đã tham mưu cho ban thường vụ một nội dung, tức là cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ các đối tượng đầu cơ đất đai để nâng giá đền bù, làm ảnh hưởng đến tình hình giải phóng mặt bằng của các địa phương, các công trình của huyện, của tỉnh thì phải xử lý. Tất cả các dự án mà thu hồi đất giải phóng được hơn 70% và số dân dưới 200 hộ thì có thể hỗ trợ thi công. Mà làm được điều này thì sau này tôi cũng phải đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban chỉ đạo đấy, các dự án trọng điểm của tỉnh, và các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng phải là trưởng ban chỉ đạo các dự án trọng điểm của huyện và của tỉnh nằm trên địa bàn huyện. Theo ông chủ tịch ủy ban huyện theo luật rồi là trưởng ban tổ chức giải phóng mặt bằng. Tức là ông tổ chức thực hiện, đây là chỉ đạo, thì đề nghị thế thì có sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền. Có như vậy thì tôi nghĩ mới thành công được. Vừa qua tại huyện Văn Lâm, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho bà Nguyễn Thị Ngà ở xã Việt Hưng và bà Nguyễn Thị Giấy ở xã Đại Đồng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Mẹ Nguyễn Thị Ngà và mẹ Nguyễn Thị Tý có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận công lao hy sinh đó, ngày 11 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho hai mẹ. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước trao danh hiệu cho thân nhân, các mẹ và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân mẹ Việt Nam Anh Hùng và gửi đến các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình có công với cách mạng những tình cảm chân thành, lòng biết ơn sâu sắc cùng lời thăm hỏi ân cần, thân thiết. Đề nghị huyện Văn Lâm tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, Nhà nước đối với gia đình chính sách và người có công. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 26 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 29 ca so với ngày hôm trước. Huyện Yên Mỹ tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 14 ca, trong đó chủ yếu là các ca liên quan đến ổ dịch thôn Trai Trang, công ty may Minh Anh. Riêng xã Thanh Long xuất hiện 5 ca bệnh liên quan đến công ty Docovina ở khu công nghiệp Phố Nội A. Huyện Văn Giang ghi nhận 4 ca, trong đó có 1 ca là nhân viên quán karaoke phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại Trung tâm Y tế huyện. Huyện Tiên Lữ ghi nhận 2 ca đi đám cưới ở tỉnh Nam Định về. Còn lại huyện Văn Lâm và Ân Thi cùng ghi nhận 2 ca. Huyện Kim Đồng và thị xã Mỹ Hào, mỗi địa phương ghi nhận thêm 1 ca, đều là các trường hợp đã được cách ly. Trong đợt dịch thứ tư, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 900 ca bệnh. Trong đó, từ ngày 15 tháng 10 đến nay, ghi nhận 606 ca. Có 15.000 người đang phải cách ly, hơn 50 điểm phải phong tỏa để phòng chống dịch. Ổ dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn May Minh Anh, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, những ngày qua phát sinh hàng chục F0 sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau. Thời điểm hiện tại, các xã thị trấn của huyện Yên Mỹ đang tiếp tục khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Đến nay, huyện Yên Mỹ xác định được 70 F0, 62 F1, 217 F2 và hàng trăm F3 liên quan đến ổ dịch công ty May Minh Anh. Các F0 có địa chỉ thường trú tại nhiều địa phương như Liêu Xá, Trung Hòa, Thanh Long, Ngọc Long, Tân Lập, nên công tác truy vết gặp nhiều khó khăn. Hiện tại, các địa phương trên toàn huyện đẩy mạnh tuyên truyền để người dân khai báo y tế, tập trung lực lượng điều tra dịch tễ, truy vết đối tượng liên quan, đồng thời nhanh chóng phong tỏa khử khuẩn khu vực có đối tượng nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với các trường hợp cách ly tại nhà, tích cực giám sát và theo dõi diễn biến sức khỏe thường xuyên. Sáng qua, Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Tư vấn Khoa học và Công nghệ Việt tổ chức triển khai xây dựng hệ thống ISO điện tử tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
chuyên gia tư vấn ISO đã tập huấn cho các cán bộ lãnh đạo và nhân viên của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, sau đó hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm để các thành viên trong cơ quan có thể áp dụng ISO điện tử trong các văn bản thủ tục hành chính cũng như xử lý công việc. Sử dụng phần mềm ISO điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước được xem như một giải pháp tiết kiệm hiệu quả, giúp tin học hóa tất cả các quy trình ISO và quy trình hoạt động của cơ quan đơn vị, hỗ trợ quản lý và lưu trữ hồ sơ nội bộ. Việc truy xuất, cập nhật và quản lý thông tin được thực hiện mọi lúc, mọi nơi trên môi trường mạng Internet, từ đó rút ngắn thời gian xử lý công việc và đảm bảo tính chính xác hơn so với quy trình thông thường, tiết kiệm chi phí do giảm thiểu tối đa việc in ấn các văn bản giấy tờ. Thưa quý vị và các bạn, thị trấn Lương Bằng nằm ở vị trí trung tâm của huyện Kim Động. Nơi đây được biết đến là vùng đất cổ với những di vật quý cách đây 2.000 năm được tìm thấy và khai quật như trống đồng, mộ thuyền. Những giá trị lịch sử độc đáo này mang một ý nghĩa to lớn, trở thành mạch nguồn trong gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử ngày nay. Năm 1997, tổ phụ nữ thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng được giao tu sửa, nạo vét hơn 20 mét bờ sông Tính Linh, một nhánh thuộc hệ thống sông Cửu An. Trong quá trình đào, phát hiện một trống đồng nguyên vẹn ở độ sâu hơn 2,5 mét so với mặt ruộng. Khi mà chúng tôi là biết được cái này là cái trống đồng mà cái giá trị rất là quan trọng đối với trong lịch sử thì là chị em và tất cả trong hội người ta cũng vui mừng và phấn khởi lắm. Chứng minh là cái đất của chúng tôi đang sinh sống đây là nó có một cái truyền thống từ lâu đời. Theo các nhà nghiên cứu sau này, trống đồng Động Xá có niên đại cách ngày nay khoảng 2.000 đến 2.300 năm. Trống mang phong cách đặc trưng của trống Đông Sơn nhưng lại có những điểm rất độc đáo, đó là những họa tiết hoa văn trên trống đồng, vòng tròn, đồng tâm hay những chú trâu đúc nổi trên thân trống. Cùng với đó, tại vùng đất này cũng phát hiện trên 70 ngôi mộ cổ cùng nhiều đồ dùng sinh hoạt, trang sức bằng đồng quý giá vẫn còn được giữ nguyên vẹn dưới lòng đất, mở ra tài nguyên nghiên cứu khảo cổ có giá trị to lớn về sự tụ cư của cư dân Đông Sơn tại Hưng Yên cùng nền mỹ thuật kim khí phong phú của xã hội bấy giờ. Khảo sát là trước mắt là khai cái tuyến sông từ cầu xây xuống dưới cái con ngoái cái quán cổ đấy thì khoảng độ hơn 1.000 mét thôi, tức là cái lòng sông chỉ khoảng 4 mét thôi nhưng mà được khoảng 67-68 ngôi. Xác định các cái cổ vật có cách đây khoảng trên 2.000 năm, trên cơ sở ấy thì người dân thị trấn Lương Bằng nói chung thì phát huy cái truyền thống quê hương văn hóa thì thường xuyên là giúp đỡ lẫn nhau mà sống vui vẻ, hòa thuận, đoàn kết, tổ chức văn hóa văn nghệ, lồng ghép các nét độc đáo của quê hương và thúc đẩy cái phong trào địa phương. Những giá trị khảo cổ độc đáo được tìm thấy tại vùng đất Lương Bằng vừa có nét riêng của vùng Đông Bắc sông Hồng lại mang nét chung trong văn hóa Đông Sơn. Đây là nền tảng lịch sử quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị ngày nay. Thưa quý vị và các bạn, khi tái lập tỉnh Hưng Yên năm 1997, lĩnh vực công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh còn sơ khai, tỷ trọng công nghiệp còn thấp trong cơ cấu kinh tế bởi chưa hình thành các khu cụm công nghiệp và các nhà đầu tư vào địa bàn còn ít. Năm 1997, tỉnh Hưng Yên chỉ có 46 doanh nghiệp dự án, trong đó có 5 dự án đầu tư tỉnh ngoài và 2 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 48,5 triệu đô la Mỹ. Diện tích mặt bằng sử dụng là 14,5 hectare. Các doanh nghiệp khi đó chủ yếu sản xuất may mặc, giày da, chế biến nông sản, phần lớn dây chuyền sản xuất lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, năng suất thấp, chất lượng kém, hiệu quả kinh tế chưa cao. Có 13 doanh nghiệp nhà nước, 19 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 9 doanh nghiệp tư nhân, 8 công ty trách nhiệm hữu hạn, trên 13.000 cơ sở công nghiệp cá thể, ngành nghề và làng nghề tập trung ở thị xã Hưng Yên, huyện Mỹ Văn, sau này là các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ. Còn các huyện phía nam của tỉnh chưa có doanh nghiệp đầu tư. Trên dọc tuyến quốc lộ 5 chỉ có một số doanh nghiệp ở huyện Văn Lâm, còn lại vẫn là những cánh đồng lúa. Các doanh nghiệp tạo việc làm cho 35.000 lao động, giá trị sản xuất công nghiệp mới đạt hơn 500 tỷ đồng. Tỷ trọng sản xuất công nghiệp chỉ đạt gần 15% trong tổng cơ cấu cả nền kinh tế của tỉnh.
Sau 25 năm công nghiệp, xây dựng chiếm trên 62%. Trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trên 2.000 dự án, trong đó trên 1.500 dự án trong nước, gần 500 dự án đầu tư nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký 244.000 tỷ đồng và gần 6 tỷ đô la Mỹ, giải quyết việc làm thường xuyên cho gần 18 vạn lao động và đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 7.000 tỷ đồng. Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch 15 khu công nghiệp tập trung với quy mô gần 4.000 ha, có 7 khu công nghiệp đi vào hoạt động với gần 500 doanh nghiệp tạo việc làm cho trên 70.000 lao động. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE đang diễn ra tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo nguy cơ châu Âu trở lại tình huống đối đầu quân sự khi NATO từ chối lắng nghe các đề xuất của Nga về giảm căng thẳng. Ngoại trưởng Nga cho biết NATO đã từ chối xem xét các đề xuất của Nga về giảm căng thẳng và ngăn chặn các sự việc nguy hiểm. Ngược lại, cơ sở hạ tầng quân sự của liên minh này đang ngày càng tới gần biên giới của Nga. Ông Sergei Lavrov nhấn mạnh, Nga muốn cải thiện sự ổn định chiến lược đang xấu đi nhanh chóng tại khu vực châu Âu. Bình luận được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và các nước châu Âu lo ngại động thái gia tăng lực lượng quân sự của Nga gần biên giới với Ukraine. Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen tuyên bố sẵn sàng đến Myanmar để đối thoại vô điều kiện nhằm thúc đẩy giải pháp cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar. Ông Hun Sen cho hay, Campuchia sẽ mời Ngoại trưởng Myanmar sang thăm và sẵn sàng đối thoại và đến Myanmar mà không nêu bất kỳ điều kiện tiên quyết nào. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh, ASEAN là ngôi nhà chung của tất cả các nước Đông Nam Á với 10 thành viên và cần đảm bảo sự đoàn kết trong nội khối ASEAN và vai trò trung tâm của Hiệp hội. Myanmar đã rơi vào khủng hoảng sau khi Thống tướng Min Aung Hlaing lật đổ chính phủ dân cử vào tháng 2 với cáo buộc xảy ra gian lận trong tổng tuyển cử năm 2020. Chính quyền quân sự Myanmar cam kết tổ chức bầu cử trong tương lai và tình trạng khẩn cấp sẽ kết thúc vào tháng 8 năm 2023. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình phản đối đảo chính kéo dài và leo thang trong năm qua dẫn tới nhiều cuộc đụng độ giữa người bất đồng chính kiến và lực lượng an ninh. Ngày 2 tháng 12, các nhà khoa học của Nam Phi công bố một nghiên cứu sơ bộ cho thấy biến thể Omicron xác định lần đầu tiên tại Nam Phi có nguy cơ gây tái nhiễm COVID-19 cao gấp 3 lần so với các biến thể Delta hay Beta. Phát hiện dựa trên dữ liệu thu thập từ hệ thống y tế của Nam Phi, cung cấp bằng chứng dịch tễ học đầu tiên về khả năng lẩn tránh hệ miễn dịch của biến thể Omicron với việc nhiễm COVID-19 trước đó. Theo nghiên cứu, tính tới ngày 27 tháng 11, có 35.670 trường hợp nghi tái nhiễm trong số 2,8 triệu người dương tính với virus SARS-CoV-2. Các trường hợp được coi là tái nhiễm nếu có kết quả dương tính cách nhau 90 ngày. Trong khi đó, Anh vừa cấp phép sử dụng Xenvudi hay còn gọi là Sotrovimab sau khi loại thuốc điều trị dạng kháng thể này làm giảm 79% nguy cơ nhập viện và tử vong ở người lớn có nguy cơ cao, kể cả những người mắc biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2. Thuốc Sotrovimab được Cơ quan Quản lý Thuốc Chữa Bệnh và Sản phẩm Chăm sóc Sức Khỏe của Anh cấp phép sử dụng cho bệnh nhân từ 12 tuổi trở lên. Thuốc mới đã được chứng tỏ là an toàn, hiệu quả trong việc giảm nguy cơ nhập viện và tử vong ở những người mắc COVID-19 thể nhẹ hoặc trung bình, những người có nhiều nguy cơ phát triển bệnh nặng. Sotrovimab được giới thiệu là hoạt động chống lại tất cả các biến thể đáng quan tâm được thử nghiệm, bao gồm cả các đột biến chính của biến thể Omicron. Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, ngày 2 tháng 12 khẳng định chính phủ Thái Lan sẽ không áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc bất chấp những lo ngại trên thế giới về biến thể Omicron, song việc đóng cửa các địa điểm giải trí có thể sẽ được kéo dài hơn. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha nói rằng việc đóng cửa trên toàn quốc là không cần thiết và chính phủ sẽ đối phó bằng cách tiếp tục xét nghiệm du khách nước ngoài để sàng lọc. Theo ông, chính phủ Thái Lan cần ưu tiên cả an toàn công cộng và nền kinh tế quốc gia, nhưng không dễ dàng để giữ được sự cân bằng. Vì lợi ích sức khỏe của cộng đồng, chính phủ cũng có thể sẽ kéo dài việc đóng cửa các quán rượu, quán bar và quán karaoke. Hiện Thái Lan đang truy vết những người đến từ miền Nam châu Phi để xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vì biến thể Omicron được phát hiện từ khu vực đó. Và đến nay thì Thái Lan chưa ghi nhận ca mắc biến thể Omicron nào. Theo một báo cáo mới được đệ trình lên chính phủ, Mỹ là quốc gia xả thải nhựa nhiều nhất trên thế giới. Theo báo cáo, Mỹ xả 42 triệu tấn rác thải nhựa cho năm 2016, nhiều hơn gấp đôi so với Trung Quốc và nhiều hơn các nước thuộc Liên minh châu Âu EU cộng lại.
Trung bình mỗi người Mỹ thải ra 130 kg rác thải nhựa mỗi năm. Người Anh đứng thứ hai trong danh sách với 99 kg một người một năm, và sau đó là Hàn Quốc với 88 kg. Báo cáo cho biết, sản lượng nhựa toàn cầu đã tăng từ 20 triệu tấn vào năm 1966 lên 381 triệu tấn vào năm 2015, tăng gấp 20 lần trong nửa thế kỷ. Với tốc độ xả thải hiện tại, lượng nhựa thải ra đại dương có thể lên tới 53 triệu tấn mỗi năm vào năm 2030. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.